Tên là Võ Trần Thùy An, 27 tuổi, hiện tại em là dược sĩ, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Gò Công, Tiền Giang ạ. Trời ơi, cùng quê với Linh phải cùng không? Quê, đúng rồi. Còn bạn kia? Dạ, em xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào anh Quyền Linh, chào xin em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tên là Lê Anh Tiến, năm nay 32 tuổi, hiện tại đang công tác tại ngân hàng BIDV. Gia đình đang hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Em nói về khuyết điểm của em trước là em không có khéo tay, văn thể mỹ đều không có. Cái này chắc không phải là khuyết điểm, tại mỗi lần em thấy em ăn mẹ em rất là vui, nhưng mà em ăn rất là nhiều và mỗi lần em ăn em thấy rất là hạnh phúc. Với lại là em rất là trân trọng những người nào mà nấu ăn cho em. Trân trọng những người nào nấu ăn cho em, và em rất là thích ăn uống, em giống chị ghê luôn. Bên nhà gái tụi tôi là tiệp màu đó nghe. Thế còn ưu điểm em là gì em gái? Dạ, ưu điểm của em thì em quan tâm tới người khác một cách sâu sắc, từ sức khỏe tới tinh thần. Em có cái tật xấu gì không? Em có dữ không? Em có ghen không? Ghen thì em nghĩ là em rất là ghen, nhưng mà không phải là kiểu mà tại sao anh lại làm như vậy. Ví dụ như người bạn trai mà tạo cho em được cái cảm giác tin tưởng á, thì em rất là tin tưởng tuyệt đối luôn. Nhưng mà nếu mà có một cái gì đó mà một cái phốt rồi đó, đúng rồi, là em không thể nào tha thứ được. Cắt đứt luôn hay là về quánh cho bầm đầu hay như thế nào? Sẽ cắt đứt, tại vì nếu giữ mối quan hệ thì bản thân em cũng không thấy thoải mái. Rồi mà bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Em thì có thể là ưu điểm là nấu ăn ngon, thích nấu ăn, vậy là bạn kia khoái rồi đó. Thích làm việc nhà, em thích thể thao, thích đá banh. Còn đôi khi có những cái mà hơi nóng tính, mình hay bị nhăn, hay cáu một chút xíu. Em ơi, em có lăng nhăng không? Cái đó không chị ạ. Không phải không? Thì bên đây người ta ghen vậy đó, mà thấy cái là cắt luôn á. Cắt là chết hay em phải trung tâm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là 7 năm. Trời ơi, 7 năm tại sao chia tay? Sâu đậm quá chứ. Năm 2009 á, em ra Hà Nội học, có quen thì nói chung là khi công việc của em ngoài đó, sự nghiệp ngoài đó, em cảm thấy nó không phù hợp với mình nữa. Với lại xa nhà, nhà đang ở Sài Gòn thì em quyết định về lại Sài Gòn, thì bạn đó không chịu vô Sài Gòn nữa thì em chia tay. Còn em thì sao? Tình trường của em sao? Dạ, em đã từng yêu một người rồi. Dạ, nhưng mà em không biết có phải được gọi là mối tình không, tại vì là em không có được bạn công khai. Trong thời gian thì hai đứa cũng không cãi vã gì hết, nhưng mà một ngày thì bạn kêu là bạn muốn dừng lại thì em cũng đồng ý, rồi hai đứa dừng lại thôi. Chị cảm giác là em ngưng cái mối tình đó là chính xác đúng không? Chào em. Nói nghe nè. Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng của em á, về nữ là như thế nào? Em thì không có đòi hỏi cao đâu ạ. Hiện tại giờ thì mong là một người phụ nữ biết quan tâm gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Còn hình thức? Hình thức thì em hiện tại đang cao 1m76, thì có thể mong là nếu như mà từ bạn gái từ 1m55 trở lên là được rồi. Nãy giờ em nghe bạn bên đây tâm sự rồi đúng không? Dạ. Thì em thấy cái điểm nào của bạn là em thích nhất? Vui vẻ. Vui vẻ là em thích nhất đúng không? Còn cái điểm không thích nhất? Chưa có điểm gì chưa thích. Bạn nói bạn không có biết nấu ăn. Nấu ăn thì cái này ví dụ như không biết nấu ăn thì có thể học. Nếu như bạn muốn nấu ăn thì em có thể dạy cho bạn đúng không? Dạy cho bạn được. Thế còn cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ? Càm ràm. Em có ăn nhậu không? Có biết uống rượu không? Cái ngành của em thì chắc chắn là có. Trước đây em đã làm công an, sau đó em mới chuyển về làm ngân hàng. Thì chắc chắn là có biết uống. Đô của em giữ không? Đô em chắc sương sương chắc chừng 5 lon à. Vậy cũng bình thường. Dạ. Em ơi, dạ. Nghe vậy em thấy sao? Dạ em thấy em hình dung cái bạn nam bên đây thì sao? Anh nói là anh cao 1m76 đó. Dạ. Thì em thấy là tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không? Mà anh lại nấu ăn ngon nữa mà... Em rất là thích. Anh đã từng làm công an đó, em có sợ công an không? Dạ không. Mới gì công an tốt gì đâu sợ. Tao bảo vệ mình gì đâu sợ. Nhưng mà nhiều khi là nguyên tắc á, kiểu như khó tính á. Em chào anh ạ. Hết hồn chưa? Trời ơi, xinh. Hết hồn chưa? Rất là xinh luôn ha. Cô gái bên đây xinh đó, nhưng mà đàn trai thì cũng cao 1m76. Em không thích tính gì của người đàn ông nhất? Ích kỷ. Kỷ. Dạ. Không chịu công khai. Gia trưởng có sợ mấy người gia trưởng không? Thật ra em cũng không sợ đâu, tại vì em cũng không được hiền lắm đâu. À vậy đó.
Tức là bản tính của em là hiền, nhưng mà những người nào giữ với em thì em giữ lại thôi. Đi em buộc mão cà xa đúng, đúng rồi, em chỉ sợ những người hiền và tốt với mình thôi, còn những người giữ thì em không sợ. À trời, em có khí phách của vợ công an đó. Thực sự luôn. Chỉ sợ những người nào hiền và tốt với mình thôi. Còn những người mà giữ với mình là tới luôn đúng không? Người ta nói gái gò cong vừa gồng vừa co. Là sao biết không? Lúc nào cần gồng là gồng, lúc nào cần co lại là co. Dạ em biết rồi. Được rồi, em thấy trai xinh gái đẹp ha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba đứa em của em ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh Minh đây và chào quý vị khán giả. Em là em gái ruột của chị An ạ. Chị An thật sự là một cái mẫu người phụ nữ của gia đình. Chị cũng vui vẻ, nếu như mà thật sự mà thân thiết á, là chị còn hơi khùng khùng nữa. Dạ, thì em thấy anh bên đây thì anh cũng cao ráo, dễ thương. Thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo cho nhau một cơ hội ạ. Rồi, dạ, em xin cảm ơn em. Em trai đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với mẹ. Chào mẹ em. Mẹ chào cô. Trời ơi, chào cô ạ. Kính thưa chị Hồng Vân và kính thưa anh Quyền Linh. Dạ, chào cô. Kính thưa các vị khán giả đang ngồi trong trường quay. Tôi là Phạm Thị Nhung, năm nay 63 tuổi. Dạ. Mẹ của anh Tiến. Còn bạn gái bên đây thì trông cũng xinh xáo. Dễ thương. Cô mong rằng là hai bạn cứ tìm hiểu cho kỹ càng, bao giờ được chín mùi rồi. Dạ. Thì là đi đến đường hôn nhân. Cô có bắt dâu không? Thì không phải làm dâu. À dạ dạ. Thì vì cũng có một chị dâu cũng Tiền Giang, cũng quê Tiền Giang. À. Chị thứ hai thì cũng cao giáo như con, cũng xinh như con. Dạ, cảm ơn. Vậy là phong thủy Tiền Giang tốt đó. Dạ. Thế thôi là hai con cứ tự nhiên. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Thôi, bây giờ mình mở rào. Mở. Mẹ khen là xinh rồi đó. Dạ, tặng em chào anh ạ. Hy vọng em sẽ được tặng em nhiều dạ. hơn nữa. Em cảm ơn anh, lần đầu tiên em được tặng hoa. Anh nói ý nghĩa luôn, sao có bông hồng vậy bé? Dạ cái này là một cái tình cảm duy nhất đó. Dạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Cái này á là cái trò chơi phóng phi tiêu của anh. À. Em rất là thích. Ngày xưa anh cũng học bắn súng nữa, không biết bắn chi tiêu được không? Dạ. Hai đứa về chơi chung được rồi. Đó, các bạn lần đầu tiên gặp nhau đó, cảm nhận về nhau đi. Em có thích nấu ăn không? Em thực ra là không phải em không biết nấu ăn nha. Em nấu được, nhưng mà do là nhà em là em nấu ăn dở nhất, nên là em ít khi được thể hiện. Nhưng mà có thích là được rồi, có dạ. thích nấu ăn là ví được. Ví dụ như sau này mình đến với nhau mà anh thích nên thích ăn thức ăn của em nấu thì em sẵn sàng thôi. Không, cái đó là lúc nào cũng sẵn dạ. sàng. Thì vì đó em, chắc chắn rồi. Dạ, tại vì em rất là thích chăm sóc người khác. Ví dụ như khi em yêu ai á, em làm cái gì cho người ta là bản thân em thấy hạnh phúc. Chứ mình không có nghĩ cái đó là mình hy sinh hay gì cho người ta, mà do mình cảm thấy hạnh phúc nên mình mới làm cho người đó. Và em cũng mong á, cái người yêu của em á, cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà người ta được nhận cái đó. Em quan niệm thế nào là về hôn nhân gia đình, về tình yêu? Em cũng mong, nhưng mà em không có kiểu mà hai người yêu nhau, kết hôn với nhau, phải đi với nhau tới cuối cùng. Chỉ là những giây phút người ta ở bên nhau, người ta cảm thấy hạnh phúc là được. Còn khi nào mà mình không hạnh phúc thì mình có quyền mình buông nhau ra, để khi đó mình vẫn còn tôn thế trọng cái người kia. Đúng rồi, thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Hạnh phúc gia đình thì trước tiên cái gì cũng vậy, quan tâm, dạ, chia sẻ, dạ. Và quan trọng điều đầu tiên nữa là phải tôn trọng. Dạ đúng rồi. Tôn trọng mà không phải tôn trọng giữa hai bên và tất cả mọi người xung dạ, quanh. Dạ đúng rồi. Em trai đã vạch ra một kế hoạch là hôn nhân gia đình hạnh phúc thế nào? Thì nếu như kết hôn á thì mình ở riêng chứ mình không ở chung với mẹ. Mình sẽ đi thuê nhà 1-2 năm gì đó. Sau đó là sẽ mua nhà. Em có nghĩ là cái người bạn gái mà em gặp hôm nay giống như trong cái tưởng tượng của em không? Em cảm giác như thế nào? Em cái trái tim của em có rung động? Nó khoảng 60% đó chị. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay bạn gái, nói một điều gì đó. Thôi anh xin phép nắm tay. Dạ. Đến với chương trình, hy vọng nếu như sau này có dịp, anh sẽ đưa em về quê hương anh để thăm quê hương. Dạ. Hiện tại giờ là có một cái chùa Tam Chúc là nhất lớn nhất thế giới. Dạ. Và bây giờ anh sẽ hát một cái bài hát về quê hương để kể qua về cái quê hương của nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh đưa em về thăm quê anh,
Về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương. Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Về Hà Nam, anh đưa em về quê mẹ yêu thương. Ngã ba sông này chợ bầu xưa vẫn đó, con đò năm nào gợi nỗi nhớ khôn nguôi. Sông đáy quê mình tựa mái tóc em xanh. Về Hà Nam, ai đó chờ ai bên xưa Hồng Phú. Nhớ ngày đầu súng nổ, máu đỏ cờ bay. Mẹ tiễn cha đi đâu hẹn ngày trở lại. Hà Nam ơi, đất mẹ anh hùng. Hay quá, hay quá. Rồi, ok. Yeah. Nào, về vị trí đi. À, anh ơi, cho em hỏi là anh có hút thuốc không? Không hút thuốc. Dạ. Chốt hạ câu cuối à. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta cũng đã nói chuyện và đã nắm tay nhau, cũng đã nghe góp ý từ hai bên gia đình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại, nhắm mắt lại các bạn. Kiểm tra một lần nữa, xem thật sự đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nha. Trái tim có rung động hay không? Rung động thì bấm. Bấm là trao duyên. Trao duyên là khó lấy lại nha các bạn. Nào, hãy sống thật bằng trái tim của mình. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 2 rưỡi và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy, các bạn cũng đã lớn rồi, cảm nhận rất là nhanh. Và đây cũng chính là một nửa yêu thương của mình. Hãy trân trọng, nuôi dưỡng và chăm sóc để tình yêu đó lớn lên. Bây giờ Tiến hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Xin gọi là mình hẹn hò với nhau bắt đầu từ ngày hôm nay. Và mình hứa điều gì đó để mẹ gái nghe được. Qua chương trình này thì trước tiên là có người nhà ở đây. Với lại qua chương trình thì có thể là người nhà sẽ coi. Đúng rồi. Em sẽ vừa xin phép ba mẹ và các anh chị em trong gia đình là cho bản thân em được xin phép tới nhà tìm hiểu bé em trong thời gian tới. Trời ơi, nãy nhìn bác gái á, thấy thương dễ sợ. Cứ nhìn đắm đuối con á, rồi nhìn qua bên bạn gái bên đây hồi hộp á. Mà ông mối này ông còn 2 rồi còn 2 rưỡi nữa. Thực sự mà nói á, em nói gì với bác đi. Dạ con chào bác ạ. Thì hôm nay con đến đây á, thì con rất là vui. Tại vì con gặp được anh và gặp được bác thì con rất là có cảm tình với gia đình của mình thì... Dạ con cũng hy vọng là con sẽ có duyên để trở thành một phần của gia đình ạ. Đó, hay quá. Sẽ được là một phần của gia đình nha. Dạ. Bác hát hay lắm đấy. Bài hát Hà Nam, anh có người dạ. bạn thân cũng ở Hà Nam đó. Dạ. Nghe bài đó tự nhiên mình cũng cảm giác là mình muốn về Hà Nam. Nhớ muốn về Hà Nam. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Giữ lấy, đưa bạn gái đến xem phim để trò chuyện, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Và một nụ hôn đầu tiên đặt lên má của cô gái Gò Công. Đấy, rất nhẹ nhàng, rất tình cảm. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Mạnh Tuấn, năm nay em 27 tuổi và đến từ Vĩnh Long. Hiện tại em đang làm công việc kinh doanh. Kinh doanh ở đâu Tuấn? Dạ em kinh doanh tại nhà là tại nhà luôn. Dạ, dịch vụ ăn uống. Huyện nào? Dạ huyện Long Hồ Vĩnh Long. Long Hồ Vĩnh Long, ngay dạ. thành phố luôn. Dạ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên kia và các bạn khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Như Nho. Năm nay em 28 tuổi. Quê em thì ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm nhân sự của một công ty thời trang ở quận 7. Em cho chị biết cái điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Dạ, cái điểm mạnh của em là tính em thì hòa đồng, em tự lập, em hay nhiệt tình, giúp đỡ mọi người. Nhưng mà em nghĩ đó cũng là một cái điểm yếu của em. Là đôi khi mà mình nhiệt tình quá thì nó lại không có đúng chỗ. Thì nó lại thành ra là
nó cũng không hay. Còn cái điểm yếu của em là tính em thì em hay quên và em hay cẩu thả. Em đi cận thị nhưng mà em đi ra đường em lại hay quên mang mắt kiến, hay là em cứ nhắm mắt em chạy đại thôi chị. Ồ, vậy đó hả? Giống như bữa nay là em quên đó hả hay sao? Tại vì thường khi nào làm việc thì em mới đeo mắt kiến, còn không thì em cũng ít đeo. Nhưng mà khi mà mình chạy xe ngoài đường á, đi xa thì mình không có thấy phía trước mà mình cứ lại hay quên đeo mắt kiến, là cứ chạy đại thôi chị. Rồi, bạn trai, em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, về ưu điểm của em á thì biết nấu ăn. Nấu ăn, dạ. Tốt. Thứ hai là em có năng khiếu về thể thao, là em biết chơi cũng đa số nhiều môn. Dạ. Tốt. Thứ ba nữa là em cũng có nhiều cái tài vật như là ca hát nè, hoặc là chơi nhạc cụ, hoặc là vẽ hội họa vậy đó. Chung là cũng không có giỏi lắm nhưng mà đều biết qua hết. Có tật xấu gì không cưng? Dạ, tật xấu của em là em ngủ em hay xoay lung tung thôi. Dạ, giống như là đang nằm mơ đang chơi thể thao hay sao á, nhiều khi sáng ngủ cái đầu này nhưng mà tối nhiều khi đầu ở dưới kia, hoặc là đang ngủ rồi rớt xuống sàn luôn vậy. Không sao đâu, anh ngủ ở nhà mà tối sáng thức dậy thấy nằm dưới bếp mà. Chuyện nó bình thường. Thiệt không? Linh thiệt. Vậy luôn á, vậy là Linh bị mộng du rồi. Hoài luôn á, có phải tật xấu đâu mà cái giống như cái bệnh. Được tình duyên bên đàn gái sao? Trước đây em cũng quen một vài mối tình thì một vài là mấy mối? Dạ một vài thì chắc một hai ba mối gì thôi, anh ơi cũng không nhiều lắm đâu. Thôi cái mối tình nào là lâu nhất? Mối tình lâu nhất là mối tình thời sinh viên của em, là em quen hết một quãng trường sinh viên cho tới khi ra trường đi làm luôn. Thì sau đó là giống như là cái môi trường làm việc nó mỗi người là một nơi xa á chị. Rồi tại lúc đó em cũng còn trẻ quá, em chưa có muốn lập gia đình sớm. Đó là mối tình lâu nhất, dạ. Dài nhất. Em được mấy mối tình rồi Tuấn? Dạ, em trải qua hai mối tình lớn, là cũng giống như bạn bên kia là thời sinh viên. Em quen một bạn 4 năm rưỡi. Tại sao 4 năm rưỡi mà lại chia tay? Dạ, thì cái lý do lúc đó là mình còn trẻ, và cái bạn em quen lúc đó đó, bạn học bên cái ngành là du lịch, cho nên là về phong cách lẫn cái tính cách của bạn đó đó thì nó hơi là kiểu hiện đại. Còn mẹ em lúc đó là một người phụ nữ truyền thống, cho nên là hai bên có cái nhiều cái điểm khác biệt với nhau quá, cho nên là không thể hòa hợp được. Tức là không hòa hợp với mẹ em? Dạ đúng rồi. Và bạn ấy rút lui? Dạ đúng rồi. Bạn ấy là người nói lời chia tay với em? Dạ vâng. Thế bây giờ câu chuyện em yêu một người cô gái, em yêu thật tình luôn, mà giữa mẹ em với cô gái ấy mâu thuẫn cái kiểu đó, và mẹ em nói là không được lấy cô này, thì sao? Cô kia không rút, cô kia vẫn yêu thương em. Dạ, thì đó em sẽ quyết tâm, em sẽ yêu cô bạn gái đó đến cùng. Bởi vì người bạn đời là người đi đến suốt cuộc đời của mình, còn mẹ thì mình có thể thuyết phục được. Dạ. Được, phải bằng mọi giá thuyết phục mẹ. Dạ, nha rồi. Anh nghĩ rằng đó cũng là một cái mà phụ nữ tin vào đàn ông đó. Chứ bây giờ mà yêu nhau nghe mẹ nói thôi là thôi luôn là không được nha. Yeah. Em tưởng tượng đi, cái người đàn ông mà em yêu phải như thế nào? Cái người đàn ông em yêu là thứ nhất là phải mạnh mẽ, phải có tính quyết đoán. Ngoại hình thì bạn nam cao từ 1m7 trở lên là được rồi chị. Dạ, thân hình thì cân đối, gương mặt thì hiền. Em không thích đàn ông ở những điều gì? Dạ, em không thích người đàn ông hút thuốc và tính gia trưởng. Rồi, bên đây đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai? Chắc khoảng 95%. 95? 95% á, tự tin dễ sợ, 95% đó. Đây có hết mà. Wow. Tự tay, tự tay. Dạ, tự tay em. Dạ đúng rồi. Wow, hơi đặc biệt ha. Rất đặc biệt luôn chứ đúng không phải rồi. Là hơi đặc biệt nữa. Em hình dung cái người bạn gái bên đây sao? Cái em mong muốn người bạn gái của em là như thế nào? Dạ, cái hình mẫu của em là một bạn nữ là cao, thứ nhất là cao. Cao khoảng từ 1m62 trở lên. 1m62 đổ lên. Dạ đúng rồi. 1m61 được không? Dạ, thứ hai là da trắng. Da trắng. Dạ. Tóc dài đen và có xoăn nhẹ ở cung cuối. Tóc dài đen có xoăn nhẹ ở dưới. Ghê quá. Kỹ dữ vậy. Hồi hộp quá. Sao nữa? Dạ về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà không lanh chanh. Để chút anh qua anh coi coi có giống không nha. Bên chó có thời gian lấy ông quấn đi. Không cần luôn. Thấy rồi. Yeah. Dạ, chào anh gái ơi, dạ. Dễ thương. Sao giờ da có trắng không? Trắng, có trắng. Tóc có quăng ở dưới không? Quăng hai ba khúc luôn. Đó. Bây giờ những vấn đề em đưa ra đàn trai thì cũng đáp ứng 95% rồi. Nhưng mà nếu bây giờ hai bên mà bấm nút mà hẹn hò với nhau á, thì khoảng bao lâu đàn gái cho đàn trai bước tới? Dạ em nghĩ thì cái thời gian tìm hiểu thì khoảng
một năm hay hai năm gì đó cũng một hai năm thì, dạ. Cho em hỏi thêm cái này tại vì em có đạo nên em muốn tìm một bạn cũng có đạo chị hỏi giùm em một bạn này phải đó hỏi rồi nha. Có đạo ừ em đạo đạo Thiên Chúa ạ. Đạo Thiên Chúa em có đạo không? Dạ em đạo Thiên Chúa. Trời ơi chúc mừng hai bạn, chúc mừng hai bạn thôi được rồi vậy là mừng rồi ha. Mình hỏi người thân đi, em gái đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với mấy người bạn thân của em. Rồi bạn thân cho biết ý kiến rồi. Em chào chị Vân, chào Nguyễn Linh, chào em. Khán giả. Em là Lợi, bạn thân của Nho. Nho là một người rất là cá tính, rất là quyết đoán, nên cần một cái bạn trai đó là cá tính hơn, quyết đoán hơn để bù đắp mình lại cho Nho. Rồi em nghĩ bạn này có quyết đoán hơn, có cá tính hơn không? Về tổng quan thì em thấy ok. Còn về cái chi tiết thì để hai bạn hẹn hò với nhau rồi sẽ chi tiết với nhau hơn. Về tổng quan em ok, còn về các cơ quan thì để cho Nho lo đúng không? Rồi, bây giờ em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay là ngày đặc biệt cho nên là em đi với lại ông của em, mẹ của em, cô, dì, chú bé, cậu mợ, những người bạn. Trời ơi, chào đại gia đình. Anh dạ, chắc là ba hả anh? Dạ, tôi là ông. Dạ, ông Sáu. Trời ơi, ông trẻ dữ vậy ông? Dạ, ông đẹp trai lắm mà. Đẹp trai, ông trẻ quá trời luôn à. Dạ, chào anh chị, dạ. Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Dạ, chào quý khán giả trong khán đài hôm nay. Nhìn thấy nãy giờ á, nếu mà sau này hai cháu tôi gặp được với nhau thì tôi nghĩ rằng đẻ con chắc cũng cao nghiệu nghiệu luôn á. Cao nghiệu nghiệu luôn hả? À, cao nghiệu đã lắm. Nói vô vấn đề chút xíu. Đây nhìn Nho nãy giờ đó thì gương mặt phúc hậu, nho nhã đó. Dạ, nho nhã phúc hậu. Ông Sáu nói với con nãy giờ con tả sao mà hay thế. Cái trực giác của con hay quá. Hay quá. Nếu hai đứa mà tìm hiểu được với nhau, đừng có để quá 30 tuổi. Dạ. Tại vì khi mà sinh con đẻ cái thì phải từ 30 đổ lại nó hay hơn. Người muốn nghe là mẹ của Tuấn á. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, chào chị Hồng Vân. Dạ. Chào quý khán giả trường quay. Bạn muốn hẹn hò Mạnh Tuấn à? Mẹ nhìn cháu gái bên đây rất là xinh đó con. Mẹ Tuấn cũng xinh nữa đó nha. Mà bạn có cái nét phúc hậu giống mẹ đó. Cái đúng đó. Khuôn cho mặt nên, của mẹ rất là phúc hậu. Cho nên là mẹ mong mỏi tụi con hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Mẹ sẽ có được dâu hiền, con cũng là rể Thảo. Mẹ chỉ có đôi lời vậy thôi. Rồi, cảm ơn nhà gái rất nhiều ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Chào em. Đến. Cái này anh nấu hả? Ngày xưa người ta thường nói là đường vào tim người đàn ông nhanh nhất là qua đường bao tử. Nhưng mà thời buổi hiện nay là nam nữ bình đẳng rồi. Cho nên là anh muốn tự tay nấu món này gửi đến em. Là mong sao là có thể đi vào tim em. Em cảm ơn anh. Em gái cũng muốn thử miếng cháo của anh ấy nấu không? Em có muốn dùng thử không? Dùng thử chắc đi chắc em là để sau chương trình đi anh. Em gái thử một miếng cháo đi, anh nấu từ Vĩnh Long anh đem lên đó em. Thôi kệ mình sản, thử đi cơ. Quán nhà đó. Wow. Rồi múc đi Tuấn. Dạ. Cho bạn gái thử đi em. Không có vấn đề gì hết trơn á. Anh Linh có muốn thử không? Thử trước đi còn nhiêu dao tôi. Rồi. Anh mang từ Vĩnh Long lên luôn đó. Đúng rồi em. Múc anh đầy đầy. Được được. Em ăn thử đi. Dạ, em ăn dạ. Thử đi. Dạ. Sáng giờ anh chưa ăn gì đó. Thôi đưa cho anh Linh mời anh Linh trước đi nè. Nè đây đây. Dạ mời ông Mai nấu vô giùm em nha. Trời, múc ít quá. Ăn đi. Ngon quá à. Ngon vừa ăn lắm quan luôn á. Quan trọng là em thấy ngon không thôi. Dạ ngon. Còn ngon anh là ngon rồi đó. Rồi mấy đứa nói chuyện đi nha. Còn chuyện này để anh lo. Rồi đó thôi hai bạn nói chuyện với nhau đi nào. Xin phép trước khi mình nói chuyện thì em có thể cho anh khoảng 3 phút được không? Em cứ tập trung vào anh nha. Ôi đất ơi, ghê chưa, đừng có nói là dễ chân dung của cổ nha. Lên đây ăn thoải mái đi, người ta dễ chân dung. Dễ đi, dễ đi. Né ra để dễ lộn tôi nữa. Giờ đúng chiều, dễ lộn tôi nữa. Sáng ăn xôi vợ cháu. Dễ chừng nào xong báo nha. Trời ơi, cái gỏi này ngon quá luôn á. Dạ xong rồi ạ. Xong rồi anh Linh ơi. Xong rồi, đây cũng xong rồi nha.
Nhanh lắm. Mai xuống Long Hồ ăn tiếp. Em ơi, chị vô là hết cháo luôn, không còn được miếng cháo đó. Ăn cái bức tranh tặng em. Dạ, cảm ơn anh, em dễ đẹp lắm. Rồi lý do gì mà không đưa mắt mũi miệng vô? Có lý do riêng à? Là lý do gì? Dạ tại ngồi xa quá. Đâu được coi. Em muốn là sau này hai người ngồi gần hơn em sẽ thêm em vào. Em sẽ dạ, chim vô, chim vô đúng không? Dạ đúng rồi. Công nhận á. Wow. Dễ giống dễ sợ luôn, giống người con gái dễ sợ luôn. Còn em giữ làm kỷ niệm đi. Rồi cảm nhận về nhau đi. Em có thể cho anh hỏi là cái cảm nhận đầu tiên của em về anh như thế nào không? Em thấy anh hiền, về cái cá tính thì em thấy là tính anh chân thật, chân thành. Em thích cái điều đó. Còn em trai cảm nhận em gái thế nào? Dạ có cái này em muốn chia sẻ là chiều hôm qua là em biết hôm nay là sẽ ghi hình á, cho nên là em đến cái làng hoa Sa Đéc á, em đi lựa vào cái vườn hồng em lựa, thì em lựa một cái bó hồng đẹp nhất, thuê và đẹp nhất nha. Mà tại vì nãy em bưng cái mâm lên em bưng lên không hết, cho nên còn để ở dưới. Thiếu nên sẽ tặng. Cũng may là không tặng bây giờ. Chứ tại nếu sao? Mà nếu mà tặng bây giờ thì nếu mà đặt cạnh nho đây thì cái bông nó sẽ không còn đẹp nữa. Tại vì ở đây đã có một bông hồng đẹp hơn rồi. Trời đất ơi, ông nấu ăn giỏi mà ông còn nói khéo nữa, chết rồi. Để cuối coi bông hoa xuất hiện. Bây giờ á là tụi em tính bàn trước xem cái quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, quan điểm về tình yêu thế nào, về quan điểm về sinh con trai con gái thế nào, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Bắt đầu đi em. Về quan điểm về tình yêu của anh á, thì theo anh thấy thì con người không ai hoàn hảo cả, cho nên là mới đi tìm một cái mảnh ghép cho mình để cả hai cùng hoàn hảo. Mà cái điều quan trọng nhất của hai người yêu nhau là có biết cảm thông và chia sẻ với nhau hay không. Nếu biết tha thứ thì sẽ có hạnh phúc. Cái quan điểm về tình yêu của em là hai người yêu nhau phải tôn trọng và mình tin tưởng lẫn nhau. Rồi bây giờ quan điểm về con trai con gái thế nào? Em thì em rất là thích con gái. Biết anh là anh thích con trai hay con gái? Anh thì trai gái gì cũng được. Nhưng mà ngày xưa chị Hồng Vân, là em có một cái mơ ước là sau này em sẽ sinh ra được khoảng 11 người trai để thành lập một cái đội bóng. Tại ngày xưa em thích đá bóng lắm. Nhưng bây giờ chắc bớt rồi, là chắc khoảng 2-3 hoặc được là được rồi. Em tưởng đâu anh nói bớt là 10 đứa chứ. Nhiều quá nuôi không nổi. Vậy là hai đứa được rồi ha? Dạ đúng rồi. Đứa trai đứa một, gái. Dạ một trai một gái. Bây giờ dạ, tiến tới cái này. Đây. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để các bạn nhận thấy cảm xúc của nhau nữa. Đây, nắm tay nhau và nhìn nhau, rồi hát tặng nhau, đọc thơ gì đó, nói như là yêu thương, nói gì suy nghĩ của mình đó. Hãy nhìn nhau rồi nói rồi hát, tùy các bạn. Bắt đầu. Em có thấy tan lạnh không? Dạ lạnh. Tại vì không có ai sưởi ấm. Anh muốn nói với em một câu thơ này. Noel anh vẫn một mình, nếu em cũng vậy thì mình đi chung. Chắc chắn rồi. Hát một bài nào tặng nhau đi. Vậy thì anh sẽ tặng em một bài nha. Một đoạn ngắn, tại vì anh đang bị đau họng cho nên là không hát dài được. Nhà anh tuy không to, tiền mẹ không hay cho, nhưng anh sẽ kiếm em chờ lo. Anh không đẹp ngất ngây, nhưng nhìn thì cũng hay, đặc biệt là không gây, yêu ngay rồi em sẽ biết. Anh chịu khó, anh lại rất ngoan, đang đứng thích đua xe không phải anh. Dù thì không muốn biết cũng ít dùng. Trời ơi, đó là khan tiếng mà hát hay dữ vậy đó hả cơm? Đây là bó hoa anh đi lựa nguyên ngày hôm qua. Giữa 1.000 đó hoa mới được nhiêu đây cho nên. Dạ, cảm ơn anh. Trở về ghế đi các bạn. Thật sự mà nói thì một chàng trai chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho cái cuộc mặt ngày hôm nay. Còn vấn đề quyết định là do con tim. Nếu rung động, chúng ta sẽ đặt tay vào và bấm nút. Chuẩn bị. Các bạn phải quyết định bằng chính con tim mình nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau, nắm đi Tuấn. Bây giờ người bấm nút mà tôi có hồi hộp thực sự luôn á. Chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Mình làm nhiệm vụ đi Tuấn. Dễ thương lắm. Đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng. Có điều kiện các bạn, bạn nên đến xem phim để yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Chúc mừng các bạn.
chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Rồi một lần nữa thì anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân chúc cho hai đứa sẽ yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn nha. Cảm ơn anh. Rồi. Hãy nắm tay nhau, nắm chặt tay nhau nào.